Tin nóng trong ngày. Hồng Kông, nhiều người nhập viện sau khi tiêm vaccine COVID-19 của Trung Quốc. Vĩnh Long xuất hiện 60 F0, vượt mốc 1.000 ca, kích hoạt thêm bệnh viện dã chiến. Sau đây là nội dung chi tiết. Hồng Kông, nhiều người nhập viện sau khi tiêm vaccine COVID-19 của Trung Quốc. Ngày 3 tháng 7, Cơ quan Quản lý Y tế Hồng Kông cho hay có thêm 4 người ở đặc khu này đã nhập viện sau khi tiêm vaccine của Sinovac, Trung Quốc để ngừa COVID-19. Tổng cộng, đến nay đã có 15 người Hồng Kông nhập viện sau khi tiêm vaccine Sinovac. Cụ thể, ngày 1 tháng 3, một cụ ông 80 tuổi nguy kịch sau khi tiêm vaccine, sau đó thấy không khỏe nên nhập viện và được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt vào ngày 6 tháng 3. Một cụ bà 72 tuổi cũng rơi vào tình trạng nguy kịch thì được cho là đã mắc một số bệnh trước đó. Ngoài ra, cũng nằm trong số trên, sau khi tiêm vaccine của Sinovac thì có một phụ nữ 45 tuổi bị phát ban và một phụ nữ 66 tuổi bị tức ngực. Trước đó, cũng tại Hồng Kông, có một người đàn ông 63 tuổi và một người phụ nữ 55 tuổi đã tử vong sau khi tiêm vaccine của Sinovac. Đến nay, nguyên nhân tử vong của người đàn ông 63 tuổi được cho là không liên quan việc tiêm vaccine. Trong khi đó, Hội đồng chuyên môn của nhà chức trách Hồng Kông chưa đưa ra kết luận về nguyên nhân tử vong của người phụ nữ 55 tuổi. Nhà chức trách khẳng định sẽ điều tra làm rõ, đồng thời nhấn mạnh rằng đã kiểm tra chất lượng vaccine bằng các biện pháp khoa học cần thiết. Liên quan đến vaccine Trung Quốc, hiện nước này đã xuất khẩu hàng triệu liều cho các nước, trong đó bao gồm vaccine của Sinovac và Sinopharm. Sáng mùng 4 tháng 8, Vĩnh Long xuất hiện 60 F0, nâng tổng số ca nhiễm lên 1.034, kích hoạt thêm bệnh viện dã chiến. Bộ Y tế sáng mùng 4 tháng 8 công bố hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 60 ca nhiễm mới trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Tính đến nay, Vĩnh Long đã có tổng cộng 1.034 ca nhiễm. Trước tình hình số ca nhiễm mới liên tục tăng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã kích hoạt bệnh viện dã chiến số 4 tại thị xã Bình Minh. Bệnh viện dã chiến số 4 trực thuộc Sở Y tế, đặt tại cơ sở mới của Trung tâm Y tế thị xã Bình Minh với quy mô 300 giường bệnh. Tính đến nay, Vĩnh Long đã thành lập 4 bệnh viện dã chiến tại 3 huyện Long Hồ, Mang Thít, Tam Bình và thị xã Bình Minh với tổng quy mô 850 giường bệnh. Bí thư tỉnh ủy đã có thư kêu gọi về công tác phòng chống đại dịch trước tình hình dịch đang diễn biến rất phức tạp, khó lường, tốc độ lây lan rất nhanh. Vì vậy, cần phải nỗ lực, quyết tâm chính trị cao hơn nữa. Cùng với đó là mở đợt cao điểm phát động quyên góp ủng hộ tiền, vật chất, trang thiết bị, sinh phẩm y tế, lương thực, thực phẩm, hàng thiết yếu, bổ sung nguồn lực y tế. Tỉnh cũng đang có kế hoạch đón 500 đến 600 người từ thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Vĩnh Long, thống nhất nhóm đối tượng ưu tiên là người già, trẻ em, phụ nữ mang thai, phụ nữ đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, người đi khám chữa bệnh, người thăm thân nhân, lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, lao động là thân nhân của người có công với cách mạng, lao động đang hưởng chính sách bảo trợ xã hội hàng tháng, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.